Kẹt xe căng quá rồi anh chị ơi. Hôm nay mới vừa qua lễ 2 tháng 9 thì hôm nay bên ngày 3 Tây thì bà con công nhân đồ nè, về quê thăm nhà ăn lễ, bây giờ quay lên để ngày mai tiếp tục cái công việc mà kẹt đường như thế này đây nè anh chị. Thì bây giờ cũng là 9 giờ đêm rồi mà còn kẹt đường cỡ này nè. Em đi từ ở Sài Bình Tiền Giang mà em về tới Sài Gòn á, khoảng 4 tiếng đồng hồ mà có mấy chục cây số anh chị. Không có nhúc nhích gì được luôn. Khủng khiếp thiệt. Người dân đông mà quá chờ luôn, khủng khiếp. Quá tải luôn anh chị đó. Anh chị thấy đường cao tốc thì không cho vô anh chị, đường cao tốc cũng kẹt cứng ở chổng. Thì bên lực lượng bên lực lượng chức năng ngăn lại không cho quẹo vô cao tốc nữa, thì đi đường hoài thấy cái cảnh này nè, cái cảnh này nè mà em lết riết cho tới gần 4 tiếng đồng hồ mới về tới huyện Bình Chánh. Từ ở ngay chỗ Trung Lương mà đi về tới Sài Gòn 4 tiếng. Quá kinh khủng. Anh chị đó, người bà con công nhân lao động không à, chở lụng tụng lị bị vậy nè. Sợ luôn, khiếp, không biết bao nhiêu triệu con người mà nói.
bên phải nè. Thank you.
Hãy